kiến thức vạn điều hay, kênh chia sẻ kiến thức nhiều chủ đề, hãy bấm nút đăng ký và biểu tượng chuông bên cạnh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Hỏng một mắt có được thi giấy phép lái xe hạng A1. Có nhiều người vì nhiều lý do khác nhau dẫn đến việc hỏng đi một con mắt, có thể do bẩm sinh, có thể do tai nạn, cũng có thể do một nguyên nhân nào đó. Vậy những người đã hỏng mất một mắt như vậy có được thi và cấp bằng lái xe hạng A1 không? Theo khoản 1 điều 58 Luật Giao thông Đường bộ 2008 quy định, người lái xe tham gia giao thông phải đủ độ tuổi, sức khỏe quy định tại điều 60 của luật này và có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Căn cứ vào mục 3, phụ lục 1 thông tư liên tịch 24/2015/TT-LT Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải quy định về tiêu chuẩn người lái xe hạng A1 thì người có một trong các tình trạng bệnh tật sau đây thì không đủ điều kiện để lái xe theo các hạng xe tương ứng: thị lực nhìn xa hai mắt dưới 4/10 kể cả điều chỉnh bằng kính. Nếu còn một mắt, thị lực dưới 4/10 kể cả điều chỉnh bằng kính. Như vậy, nếu bị hỏng một mắt nhưng thị lực đạt từ 4/10 trở lên kể cả điều chỉnh bằng kính thì vẫn được phép thi bằng lái xe hạng A1 để điều khiển xe mô tô có dung tích dưới 175 cm khối. Trên đây chúng tôi vừa giải thích cho các bạn việc hỏng một mắt có được thi giấy phép lái xe hạng A1. Nếu thấy video bổ ích, hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách bấm like và nút đăng ký màu đỏ các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.